chào các khán giả của Mình ơi ăn gì được phát sóng trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì Mình ơi ăn gì sẽ tiếp tục có thêm những trải nghiệm vô cùng thú vị tại nhà hàng cơm niêu Thúy Nga tọa lạc tại 110B2 Nguyễn Chí Thanh. Hàng cơm niêu này thì Cương được biết là cũng khá là lâu năm rồi, với rất nhiều những cái món ăn đa dạng, nguyên liệu thức ăn theo mùa nữa. Và đây là mùa thu, thế nên là bọn mình được chuẩn bị một cái bàn ăn cơm rất là nhiều món, đúng không? Đặc biệt là món chim chí tần sâm và chim chí xào lăn. Ngoài ra thì cũng có thêm những món rất là phổ biến của ẩm thực Việt Nam như là ốc om chuối đậu này, trạch chấu kho tiêu. Và đặc biệt là có thêm cả món cơm niêu đập Thúy Nga rất nổi tiếng của cửa hàng nữa. Và bây giờ bọn mình sẽ cùng thưởng thức nhá. Đầu tiên là món chim chí tần sâm. Nhìn đẹp mắt mà ngửi mùi còn rất là thơm nữa, nên là bọn mình sẽ phải thử nó đầu tiên. Và Cương thấy là những cái món ăn nào mà cứ liên quan đến sâm là mình đã thấy nó bổ dưỡng mà. Thịt chim gì rất là ngon này, mềm, và có lẽ là nhờ thêm cả sâm, nước rất là ngọt, thanh. Thịt chim có vẻ là hơi chắc, tuy nhiên ở đây thì họ tần mà nên nó rất là mềm. Tuy nhiên nó không phải cái kiểu mềm nhũn mà nó mềm vừa phải thôi. Và thịt chim đúng là ăn rất là ngọt. Và thịt chim ở đây thì họ còn chế biến theo kiểu tái lăn nữa. Bọn mình cũng sẽ thử luôn nhá. Vì là tái lăn nên là những cái miếng thịt cũng sẽ được thái mỏng hơn, đảo với cả một chút hành tây này, cả xào trong cùng cả rau húng nữa. Xào cùng với rau húng thì nó tạo được cái mùi thơm rất là đặc trưng. Nói chung là cả hai cái món chính ngày hôm nay Cương thấy đều ăn rất là hợp với cơm đấy. Giờ thì món ăn vào trời thu cũng rất là hợp, đấy là món ốc om chuối đậu. Với món ốc om chuối đậu này, con ốc rất là to này, ăn rất là giòn. Cái độ sánh nó vừa phải đúng không? Chọn cái chuối xanh này kết hợp với cả ốc giòn rất là ngon. Trên bàn thì còn những cái món để ăn cùng với cơm. Họ để cơm trong một cái niêu rất là hay. Phương thì cũng được biết là nấu cơm bằng nồi đất thì tuy là mất thời gian hơn nhưng mà sẽ giúp cho là cơm, cái gạo nó sẽ được chín tới này, hạt gạo sẽ được ngậm đủ nước. Và khi mà đã có cơm rồi thì bọn mình sẽ thử cái món cà tím sốt tứ xuyên. Thường thì nói đến tứ xuyên thì mình hay nghĩ đến là món đậu sốt nhỉ? Thì ở đây họ thay đậu bằng cà tím cũng khá là hay. Nước sốt ở đây đúng là nhìn không chỉ đã hấp dẫn bắt mắt rồi mà khi ăn thì tôi thấy vị rất là ngon. Có cái vị chua chua này, ngọt ngọt và hơi cay nhẹ. Ăn cơm với cả sốt này ấy, có thể thêm cả trạch chấu kho tiêu. Nhìn màu sắc thôi đã thấy rất là ngon rồi. Khi mà kho ấy, đầu bếp cũng phải căn thời gian rất là chuẩn. Miếng trạch nó vẫn giữ nguyên, ăn rất là mềm. Và đến với cơm niêu Thúy Nga ấy, không nên bỏ qua món cơm đập rất là nổi tiếng ở đây. Cơm ở đây thì được nấu trong nồi đất này, thì ăn chấm với cả muối vừng. Bề ngoài thì cháy giòn, nhưng bên trong có thể nhìn thấy những hạt cơm rất là tơi. Khi mình kết hợp với cả muối vừng ấy, thì cái vị bùi, một chút mặn ấy, nó lại cực kỳ hợp với món cơm cháy này. Những ai mà muốn ăn nó đậm hương vị hơn một chút thì có thể chấm với nước mắm nguyên chất. Và với một mâm cơm truyền thống của Việt Nam không thể thiếu bát canh. Ở đây thì canh mồng tơi có phải thêm một bát cà rất là hấp dẫn nữa. Thường xuyên ăn ở đây, mình thấy là cái không gian ở đây rất là ấm cúng, rất là phù hợp cho những cái bữa tiệc của những người bạn hoặc là của những người trong gia đình. Về món ăn thì mình nghĩ là nó cũng rất là thuần Việt và cũng rất là vừa miệng. Quán nhân tôi có từ năm 1985 đến bây giờ đã được hơn 30 năm. Trong gần đấy năm thì khách họ rất là ưa thích, cho nên là mình cũng giữ và phát triển thêm những món ăn mới để cập nhật theo thị trường. Thế nhưng mà những cái nền cũ thì là giữ nguyên. Cái lò cơm niêu này thì nó rất là tốn diện tích, tốn công, tốn sức và tốn thời gian. Nhưng mà giữ được một niêu cơm nóng mà có cháy như thế thì bằng lòng yêu nghề, mình nghĩ là mình giữ để cho tất cả những khách xưa và nay đều được thưởng thức. Một bữa cơm mà những cái món ăn cầu kỳ có, đơn giản có, tổng hợp lại thì Cương thấy đây là một cái bữa ăn rất là ngon. Ngoài ra vì là mùa nào thức nấy mà còn có cả cốm để ăn với chuối tiêu tráng miệng nữa. Và những ai mà muốn thưởng thức một bữa cơm thuần Việt hay là muốn rủ những cái người bạn bè nước ngoài ấy, đến thưởng thức món cơm Việt nó ngon như thế nào thì Cương nghĩ đây sẽ là một cái địa chỉ rất là tuyệt vời.